Hôm nay mình chỉ bằng cách phân biệt trứng để bị hỏng hay trứng còn tươi. Cách này giúp bạn gọi là đi siêu thị hoặc là bạn đi siêu thị về bạn mua mà để trứng lâu ngày quên ăn, bạn kiểm tra xem trứng này còn tươi hay là còn ăn được hay không. Nó sẽ hại sức khỏe. Nên là bạn lấy một cái tô nước này hoặc một cái ly nước cũng được. Rồi thả trứng vào. Rồi chết rồi. Nếu mà cái này nó chìm xuống á thì trứng nó còn tươi ngon, còn trứng mà nó nổi lên á thì trứng nó hỏng rồi. Đúng rồi, nó chìm xuống này mà tại cái tô nó cạn quá. Có nó nổi lên thế này thì trứng nó bị hỏng rồi. Đó, mới có 2 giây. Đấy, trứng nó còn tươi ngon này. Nó chìm xuống này. Mà trứng mà nổi lên thế này á thì trứng nó hư rồi. Nó hư nhưng nó mất chết rồi, ăn nhiều lúc vào hại sức khỏe. Nó mất 2 giây không? Ngon không? Nhiều lúc mình mua trứng về mình để lâu quá mình quên mất, hoặc ở trứng ngoài siêu thị hoặc ngoài chợ người ta để lâu rồi, người ta đem ra bán. Thì mình mua về thử, đó, biết trứng ăn được hay không. Đấy, đơn giản không? Nhanh gọn. Quá đơn giản, đó, cái cách thử trứng còn tươi hay không bằng nước. Lúc này là cái tại cái bát ô tô nó càng quá nên mình bỏ vào cái nồi nó sâu hơn đó, nó chìm hẳn không, chìm xuống hơn một đốt tay, chìm xuống rồi sát đáy rồi này đó, nó chìm xuống rồi đó. Đây là trứng tươi ngon đó, còn trứng nó bị nổi lên thế này này, nổi lên ạ. Thì trứng nó không còn tươi nữa nghe nhá. Đó, như đơn giản như vậy thôi.